Thưa quý vị và các bạn, giáo dục đào tạo của tỉnh Tiền Giang là một trong những điểm sáng, những bức tranh sáng của nền giáo dục đào tạo của nước nhà. Đây là một trong những đánh giá của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhân dịp dự lễ khai giảng vào hôm qua tại trường Trung học phổ thông Trương Định, thị xã Gò Công về sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Tiền Giang thời gian qua. Giáo dục đào tạo của tỉnh Tiền Giang của chúng ta là một trong những điểm sáng, những bức tranh sáng của nền giáo dục đào tạo của nước nhà. Thầy và trò của tỉnh nhà đã nỗ lực cố gắng vượt qua những cái khó khăn, giành được nhiều thành công trong học tập và giảng dạy. Mà kết quả cuối cùng nổi bật đó là chúng ta là một trong những cái tỉnh mà có kết quả thi tốt nghiệp phổ thông là rất là tốt. Như thế thì 16 trên 63 tỉnh và cái tỷ lệ tới 99,45% là chúng ta tốt nghiệp cấp 3 và cũng xếp vào hàng thứ 3 của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Phát huy những kết quả đạt được, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn tỉnh Tiền Giang quyết tâm đồng sức đồng lòng tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác giáo dục đào tạo, thực hiện thắng lợi sự nghiệp giáo dục đào tạo trong tình hình mới. Như Bác Hồ đã nói đó, sự nghiệp giáo dục của chúng ta trước hết là sự nghiệp vì con người và do con người. Thì chúng ta tiếp tục làm tỏa sáng cái sự nghiệp trồng người và đặc biệt là dạy người trong cái thời kỳ mới. Làm sao chúng ta phải góp phần chuyển cái nền giáo dục của chúng ta từ nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, về hài hòa giữa trí, đức, thể, mỹ và phát huy tốt tiềm năng của mỗi học sinh, không ngừng cải tiến đổi mới phương pháp dạy và học. Song song đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh về việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, tôn sư trọng đạo trong tình hình mới, cũng như thực hiện có hiệu quả các phong trào được phát động trong ngành giáo dục. Sự nghiệp giáo dục có thành công hay không phải là ba yếu tố, phải là nhà trường, phải là gia đình, phải là xã hội, cho nên có các đồng chí lãnh đạo của địa phương ở đây, chúng ta tiếp tục làm rõ cái này từ chủ trương của Đảng, từ hệ thống pháp luật, từ là cái giá trị đạo đức văn hóa trong cái thời kỳ mới. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng mong rằng ngành giáo dục tiếp tục làm lan tỏa cụ thể hóa hệ giá trị của quốc gia, con người, văn hóa, gia đình Việt Nam trở thành những chuẩn mực trong văn hóa học đường. Đồng thời cần có kỹ năng ứng xử đúng đắn trên mạng xã hội và khát vọng sáng tạo, giúp đỡ nhau trong học tập rèn luyện.